con mày giỡn quá trời. Con mà cứ muốn nhào lên cắn mẹ, cắn giỡn á. Rồi mẹ con mày sáng ăn uống xong xuôi giờ giỡn quá trời luôn. Đó, mẹ con nhà Cún mới bị bỏ rơi hôm nào đây? Hôm nào bỏ rơi, đói khát, mưa gió rét. Đấy, sáu anh chị em, chết bốn, còn hai, chết bốn rồi, còn hai. Khi mình gặp thì còn lại hai con, còn trước đó 2-3 ngày thì nó chết mất bốn con. Bốn con nhỏ, nhưng mà mình lúc đó không có mình không biết. Giờ nó lớn ghê, nó được 1,5 tháng rồi. Mập mạp béo tốt, ăn no xong rồi giỡn. Đây có cái chuồng ở xa xa kia đây. Chuồng có cái vườn nữa đó. Không sợ mưa gió nữa rồi. Giỡn quá trời luôn ấy. Tháng rưỡi mà mập mạp như là 2 tháng mấy á, 2 tháng mấy á. Mà cái con chó 2 tháng mấy mũm mĩm á. Đi nhấc nó lên nặng nặng lắm. Nó cứ giỡn với mẹ nó cắn mẹ nó hoài à. Không, mẹ nó cũng giỡn, mẹ nó cắn vào mõm nó, giống như há cái miệng ra xong là ngậm vào mõm nó thôi chứ không có cắn. Con mẹ ngậm mõm cho con nhưng mà không có cắn. Mấy cú này
dẫn dai ghê á. Ăn no rồi, bây giờ là giỡn chơi thôi. Giỡn chơi một hồi rồi là đi ngủ. Thôi dẫn rồi đi ngủ ha. Rồi con này lại trèo lên đây cắn cắn ấy rồi con cắn quần tôi đây. Con này là ngứa răng đấy. Cho bao nhiêu cái nệm cái rẻ rồi. Thôi. Dẫn nhây quá đấy. Cho con cũng quậy lắm cơ, cứ nhào lên cắn mẹ nó. Nên mẹ nó phải ngậm cái móng chó con lại.